Nguy hiểm chưa cô ạ? Đấy, mặc áo dài này, hai cô giáo này, thấy chưa, dính vào cái xe này, quấn vô đụng sau này, dính vào xích này. Kéo hả? À? Bị sao đấy? Bị sao vậy? Trời ơi! Trời ơi, đang là thiết kế pháo nổ Tết Tư đi cho nó cẩn thận nha. Trời ơi, mày sao biết tên mình luôn ta? Sao biết tên mình luôn đó, cô giáo? Ở đây, 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 bị sao? Ôi, chết rồi, chết rồi. Ủa mày có không kéo mình? Ôi chết, mà về dính vào bánh xe rồi. Anh ở dưới cái xe máy. Đây đây. Thôi ơi, thôi rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Bây giờ sao mà cho nó ra được đấy? Trời ơi, đi ao đi xe áo dài á, cột nó lên. Bên. Từ từ cẩn thận. Xe ngất 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 ngay con gà bay nữa. May là xe này đi chậm chứ xe nhanh. Với tên niên hả? Tên niên hả? Trời ơi, may đó, không nó không không giật xuống sau đấy. Không rồi, cái này xuống luôn á. Nó giật người mình xuống sau á, là sao nó chết á. Hả? May hôm nay đi à, mày nhanh là thôi. Hôm nay là cuối năm mà các cô giáo đi tất niên cho nên là. Cái này may là đi chùa là Phật độ đó. Ừ. Chứ hôm nay em mới đi lui đây, lui lại, từ từ để chạy tới cả. Dạ. Ôi, ui, chính xác luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, dạ lui lại. Đó, thấy chưa? Lúc này nó cuốn rồi. Đó, từ từ, chập tay bây giờ. Từ từ. Đẩy 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 nữa đi, đẩy nữa đây, nữa đây, nữa đây, nữa đây. Đẩy sau nữa. Đúng rồi, nó đang kẹt mà, từ từ từ. Rồi, nữa đi, từ từ, cứ chịu bập chân. Từ 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 từ. Ủa trời, nó cuốn nhiều lắm này. Nè. Mà đi không có cảm giác luôn á. Từ 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 từ, ở đây rồi. Rồi 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 rồi. Rồi đẩy tới đi, đẩy tới lại. Rồi, từ từ từ. Từ từ. Đấy, thấy chưa? Phật Phật độ à? Ôi ơi, đi lần sau đi là phải cột cái áo này lên, ngang lên thật chắc vào. Cảm ơn anh nhiều nhé. Rồi, ok, may sao có kéo luôn. Thấy chưa? Nhớ cẩn thận, là cuối năm đi cẩn thận, áo dài khăn đóng là phải cột thật kỹ. Thấy chưa? Rồi, năm mới phát tài thành công. Đấy. Là may may mắn nhá, may mắn. May mắn đấy, Tết ngày Tết phải đi cẩn thận nha. Đấy. Chúc cho mọi người luôn luôn bình an, hạnh phúc, một năm mới thắng lợi thành công. Làm văn cờ đi.